Rất vui được gặp lại quý anh chị học viên của hướng dẫn lái xe an toàn. Hôm nay em lại tiếp tục cùng anh chị tìm hiểu những câu hỏi khó. Những câu hỏi khó là những câu hỏi anh chị hay trả lời sai anh chị mình ha. Đó là những câu hỏi khó thuộc phần chữ. Thì vẫn như thường lệ thôi, em sẽ chia ra phần chữ riêng, phần biển báo và xa hình riêng. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những câu hỏi khó phần chữ trước anh chị mình ha. Rồi đến buổi video hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu những câu hỏi khó về phần biển báo và xa hình. Rồi xem câu hỏi khó phần chữ, chúng ta có những câu hỏi gì chúng ta hay làm sai. Thì hôm nay em với anh chị cùng tìm hiểu để cho anh chị làm tốt những câu hỏi này hơn và anh chị sẽ không bị sai những câu hỏi này nữa anh chị ha. Rồi, đây là câu hỏi số 8, cũng là một câu hỏi tương đối khó đây. Khái niệm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? Anh chị mình thường hay nói là những câu hỏi khái niệm này là những câu hỏi khó, anh chị hơi khó hình dung. Đó, thì đây người ta hỏi là khái niệm về phương tiện giao thông cơ giới. Thì để dễ câu hỏi, để dễ hiểu câu hỏi này, thì em có một cái hình mô phỏng như thế này ha. Anh chị hình dung là đối với những loại phương tiện trên đường bộ của chúng ta sẽ chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là phương tiện giao thông cơ giới, loại thứ hai là phương tiện giao thông thô sơ và loại thứ ba là xe máy chuyên dùng. Và ba loại này nó riêng biệt nhau, nó không có anh nào là thuộc anh nào hết, có nghĩa là nó sẽ là ba loại riêng biệt nhau, nó không có lẫn lộn nhau chị ha. Em lấy ví dụ như phương tiện giao thông cơ giới đây, thì xe cơ giới của chúng ta gồm những loại xe nào? Ví dụ ở đây gồm có ô tô của chúng ta này, anh chị ra đường thấy rất là nhiều ô tô thì đó là cơ giới này. Máy kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô, máy kéo, mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, kể cả xe gắn máy và xe máy điện. Xe máy điện nó cũng là xe cơ giới chị ha. Xe máy điện nó thuộc cơ giới nhưng xe đạp điện nó lại thuộc thô sơ. Anh chị phân biệt xe máy điện và xe đạp điện như thế nào ạ? Xe máy điện thì nó không có bàn đạp, còn xe đạp điện thì nó sẽ có bàn đạp. Đó, anh chị nhớ ha, máy điện nó thuộc cơ giới nhưng mà đạp điện nó lại thuộc thô sơ. Còn ở đây nhóm thứ hai chúng ta là phương tiện giao thông thô sơ. Thô sơ nó bao gồm xe đạp, kể cả xe đạp máy luôn đấy chị ha, xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe chống vật kéo. Rồi nhóm thứ ba chúng ta là xe máy chuyên dùng. Anh chị nhớ xe máy chuyên dùng nó thuộc một nhóm riêng biệt như thế này, nó không thuộc cơ giới cũng không thuộc thô sơ ha. Thì nó gồm có xe thi công như máy múc, máy ủi, xe nâng của chúng ta, hoặc những loại xe máy nông nghiệp như là lâm nghiệp như máy cày, máy cắt, máy cấy của chúng ta, hoặc xe của quốc phòng như là xe tăng hoặc là pháo của chúng ta chị ha. Đó anh chị nhớ là ba nhóm này nó thuộc ba nhóm riêng biệt nhau, nó không có lẫn lộn vào nhau ha. Nhất là anh chị hình dung cái xe máy chuyên dùng này nó thuộc một nhóm riêng biệt và đây là những loại xe của xe máy chuyên dùng anh chị ha. Rồi em quay lại câu hỏi số 8 hỏi chúng ta là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thì như em nói vừa rồi đó là xe ô tô, máy kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc đúng không ạ? Hoặc là xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô. Rồi, như em nói là làm sao ạ? Xe máy chuyên dùng đây nó thuộc một nhóm riêng biệt, nó không thuộc cơ giới, nó không thuộc thô sơ, nó một nhóm riêng biệt. Cho nên ở đây bảo là hỏi là phương tiện giao thông cơ giới mà lại bảo quay xe máy chuyên dùng là sai rồi. Ý số 1 bao gồm có xe máy chuyên dùng là sai. Sai thì anh chị mình bỏ ý số 1 đi thì mình còn sẽ còn ý số 2. Ý số 2 là đúng ha. Thì gồm ô tô, máy kéo, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô, máy kéo. Đây là những loại xe mới liệt kê ở cái phần trước anh chị ha. Anh chị nhớ là ý số 1 có xe máy chuyên dùng là sai, cho anh chị bỏ đi. Một đã sai còn mỗi hai, chắc chắn là hai là phải là đúng rồi. Rồi câu hỏi số 9 là phương tiện giao thông thô sơ, hỏi xe thô sơ đúng không? Mà anh chị thấy ý số 2 thì chúng ta cũng có gồm có xe máy chuyên dùng đấy. Xe máy chuyên dùng nó cũng là một nhóm riêng biệt, nó không thuộc cơ giới, không thuộc thô sơ, cho nên ở đây có xe máy chuyên dùng là sai rồi. Sai thì anh chị bỏ hai đi đã cho nó dễ làm, còn một với ba thôi. Thì anh chị thấy số 3 mình có gồm xe ô tô, máy kéo. Ô tô máy kéo nó là cơ giới chứ không phải thô sơ, cho nên ở đây hỏi thô sơ mà lại bảo ô tô máy kéo là sai rồi, nên chúng ta cũng bỏ luôn đi số 3 đi. 2 với 3 đã sai rồi thì mình sẽ chọn ý số 1, chỉ còn lại ý số 1 là đúng thôi chị ha. Gồm xe đạp, kể cả xe đạp máy, xe đạp điện, xe xích lô, xe gắn dùng cho người khuyết tật, xe chống vật kéo và các loại xe tương tự. Rồi câu hỏi 40 chúng ta cũng là một câu hỏi tương đối khó. Khó là vì sao ạ? Anh chị thường thấy những câu hỏi nào mà có ý trả lời nó gần gần giống nhau á thì thường anh chị đọc anh chị hay khó bị hình dung, hay khó bị chọn ý nào là đúng ý nào là sai, tại vì nó gần gần giống nhau, mình đọc thấy cái nào cũng muốn đúng hết á,
cho nên chị hay bị sai những câu như vậy ha. Thì câu 40 chúng ta là người lái xe không được quay đầu xe ở trường hợp nào dưới đây? Trường hợp nào chúng ta không được quay đầu? Cái số 1 là ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu. Ở phần đường dành cho người đi bộ có là ở trên phần đường dành cho người đi bộ, anh chị không được quay đầu là đúng này. Còn ý số 2 là ở phía trước hoặc phía sau của phần đường dành cho người đi bộ. Ở đây phía trước, phía sau mà bảo không được quay đầu là sai. Trên phần đường mình mới được quay thôi. Rồi em sẽ có một cái hình mô phỏng để cho anh chị dễ hình dung đây. Anh chị thấy ha, ở đây là phần đường dành cho người đi bộ. Thì trên phần đường dành cho người đi bộ này anh chị không được quay đầu là đúng. Còn ở trước có là khoảng này, đúng không ạ? Hoặc là sau có là ở trong ngã tư thì anh chị mình được quay đầu là đúng. Ví dụ như anh xe ô tô màu vàng mà anh quay đầu là đúng. Đó. Anh chị nhớ là trên phần đường thì mình không được quay, nhưng trước hoặc sau phần đường dành cho người đi bộ anh chị mình sẽ được quay. Thế số 1 bảo là ở phần đường dành cho người đi bộ mình không được quay là đúng, đúng với câu hỏi là không được quay. Thì mình sẽ chọn đấy số 1. Còn ở đây bảo trước với sau phần đường dành cho người đi bộ mà bảo không được quay là sai rồi, ta sẽ bỏ đi ha. Câu 80 này anh chị cũng hay bị sai này. Vì anh chị thấy là mấy trả lời anh chị thấy nó gần gần giống nhau hết á, khó chọn quá. Đó. Người khi người điều khiển xe trên đường phải mang theo lấy các loại giấy tờ gì? Wow. Anh chị khi mà anh chị điều khiển xe trên đường thì anh chị mình phải mang theo giấy tờ gì? Thì đối với xe ô tô của chúng ta, anh chị mình lấy ví dụ về xe mô tô trước đi. Mô tô của mình là anh chị sẽ bắt buộc phải mang ba loại giấy tờ này, đó là giấy phép lái xe này, rồi tiếp theo là đăng ký xe này, và cuối cùng đó là bảo hiểm xe. Đó là đối với ô tô chúng ta phải mang, đốt đó là đối với xe mô tô chúng ta bắt buộc phải mang ba loại giấy tờ này. Còn đối với xe ô tô chúng ta phải mang thêm một loại nữa, đó là đăng kiểm xe, đúng không ạ? Đăng kiểm xe đó là bốn cái loại giấy tờ mà ô tô bắt buộc phải mang theo anh chị mình ha. Thế số 1, giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo. Giấy chứng nhận tốt nghiệp này không có trong cái mảng em liệt kê bốn cái loại đấy, cho nên giấy chứng nhận tốt nghiệp là sai, mình bỏ đi. Cái số 2 là giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó có anh chị ha. Lệnh vận chuyển, lệnh vận chuyển thì không có rồi, không có bốn cái loại giấy tờ bắt, có một trong bốn loại giấy tờ bắt buộc phải mang theo, cho nên ở đây lệnh vận chuyển là sai ha. Còn đi số 3, lấy phép lái xe phù hợp với loại xe đó, giấy phép là phải có rồi, đăng ký xe cũng phải có luôn, giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật bảo vệ môi trường đó là giấy đăng kiểm chúng ta cũng phải có luôn, đó là ba loại rồi anh chị ha. Rồi tiếp theo là giấy chứng nhận bảo hiểm, đó là giấy bảo hiểm cũng phải có luôn. Anh chị thấy bốn loại này đều phải có hết ha. Và giấy phép vận chuyển nếu loại xe đó cần phải có. Ở đây giấy phép vận chuyển nhưng người ta lại mở ngoặc thêm là nếu loại xe đó cần phải có thôi thì mới là yêu cầu phải có, còn nếu không là mình cũng không cần cũng được, đúng không ạ? Cho nên ở đây mình thấy ý số 4 nó đúng hết, ý số 3 nó đúng hết ha. Anh chị mình sẽ chọn ý số 3. Hoặc để dễ làm câu này anh chị nhớ cái mẹo của chúng ta, đó là các giấy tờ phải còn giá trị sử dụng, thì giấy tờ phải còn giá trị sử dụng là đúng ha. Còn cái này hai câu trên đều không có cái từ là giấy tờ còn giá trị sử dụng, anh chị mình sẽ bỏ đi. Câu 86 là trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào? Đường có nhiều làn đường anh chị ha. Đối với câu hỏi này tại vì sao anh chị hay bị sai? Có nghĩa là anh chị hay bị sai giữa ý số 2 và ý số 3 này. Anh chị hay phân vân hai ý này, anh chị không biết chọn ý nào. Thì đường có nhiều làn đường anh chị chỉ cho xe đi trong một làn thôi. Và khi nào anh chị thấy là lên đất thì anh chị được chuyển làn. Anh chị nhớ như vậy ha. Ý số 1 là cho xe đi bất kỳ làn đường nào, bất kỳ làn đường nào là sai, anh chị chỉ được đi theo đúng cái làn đường quy định của các loại xe mình đang điều khiển thôi ha. Lý số 2 là phải cho xe đi trong một làn là đúng này, xe trong một làn là đúng ha, chỉ được chuyển làn nơi cho phép cũng đúng luôn, có nghĩa là nơi nào anh chị thấy lên đất thì mình được chuyển, nơi nào lên liền mình không được chuyển. Khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn, thì trước khi chuyển làn anh chị phải có tín hiệu là đúng luôn. Anh chị thấy số 2 đúng hết, mình chọn lý số 2 ha. Và lý số 3 là phải cho xe đi trong một làn là đúng rồi. Cái ý này anh chị hay bị chọn sai lắm này. Phải cho xe trong một làn là đúng không? Nhưng ở đây là khi cần thiết phải chuyển làn đường là sai này. Tiếp theo là người lái xe phải quan sát phía trước để đảm bảo an toàn. Chúng ta chuyển làn chúng ta phải quan sát cả phía sau. Và phía sau nó còn quan trọng hơn rất là nhiều. Cho nên ở đây mình chỉ quan sát mình phía trước không là sai anh chị ha. Chúng ta phải quan sát cả phía sau mới là đúng. Đây số 2, ý số 3 của chúng ta là sai rồi. Chúng ta bỏ đi. Ta chỉ chọn mình ý số 2 thôi. Câu này anh chị phải hết sức lưu ý giữa ý số 2 và số 3 dùm em ha. Câu 103 là những trường hợp nào dưới đây không được đi vào đường cao tốc? Trường hợp nào không được đi vào đường cao tốc anh chị ha? Thì anh chị thường là anh chị hay chọn ý số 3 lắm. Ý số 3 là sai á. Ví dụ em đọc ý số 3 trước ha.
Ở đây bảo người đi bộ không được đi vào đường cao tốc là đúng này. Xe thô sơ không được đi vào là đúng này. Xe gắn máy không được đi vào là đúng này. Nhưng ở đây là có từ xe ô tô. Có nhiều anh chị thường tranh luận cái ý này với em. Thì xe ô tô anh chị nhớ là xe ô tô chúng ta được vào được đường cao tốc bình thường chứ. Nhưng ở đây lại bảo là xe ô tô mà không được vào đường cao tốc là sai rồi. Chúng ta bỏ đi chị ha. Có xe ô tô là sai. Còn lại một với hai thôi. Thì để dễ làm anh chị thấy là ý số 1 này. Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy chuyên dùng, xe gắn máy, xe mô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70. Còn đây là xe mô tô, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế lớn hơn 70. Thì trên đường cao tốc dành cho những xe chạy tốc độ nhanh, cho nên xe mà có tốc độ thiết kế lớn hơn 70 thì được đi vào là đúng. Còn ở đây xe tốc độ thiết kế nhỏ hơn bảo là không được đi vào là đúng. Cho nên anh này bảo là không không được đi vào là sai, em sẽ nói là ý số 2 bảo là lớn hơn mà không được đi vào là sai, còn ở đây nhỏ hơn bảo không được đi vào là đúng, cho nên mình sẽ chọn ý số 1 đó là nhỏ hơn, xe mà tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 thì sẽ không được đi vào là đúng ha. Câu hỏi chúng ta là không được đi vào đó, thì để dễ làm anh chị nhớ cái mẹo chúng ta là nhỏ hơn là đúng còn lớn hơn là sai. Câu 104 là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm ngoài việc phải tuân thủ những quy tắc giao thông còn phải thực hiện quy định nào? Anh chị thấy bài ý gần giống nhau hết luôn. Cho nên mình lại càng khó chọn ý đúng anh chị ha. Anh chị nhớ là trong hầm là mình không được quay đầu xe, mình cũng không được lùi xe. Đó, cho nên ý số 2 lại bảo là chúng ta được quay đầu lùi xe. Cái này cũng bảo là được quay đầu lùi xe là sai. Mình không được quay đầu, không được lùi xe đâu anh chị ha. Cho nên sẽ bỏ 2 với 3 đi. Chỉ có một là đúng thôi. Đó là xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn. Cái điều này cực kỳ quan trọng anh chị ha. Mình đi xe vào trong hầm mình phải bật đèn, nếu không bật đèn là anh chị rất là dễ bị phạt nguội ha. Đó, xe thô sơ xe phải bật đèn hoặc có vật sáng báo hiệu, chỉ được dừng đỗ xe nơi quy định chứ mình không được lùi, không được quay đầu anh chị ha. Câu 115 là tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảm bảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào? Đó. Tại ngã ba ngã tư không có đảm bảo an toàn có nghĩa là không có vòng xuyến anh chị ha. Ý số 1, nhường đường cho người đi bộ đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ sang đường. Ở đây người đi bộ là đang đi anh chị ha. Ý số 2 là nhường đường cho người đi bộ đang đứng chờ. Ở đây là đang đứng chờ. Đó, anh chị ta hai ý này trả lời gần gần giống nhau. Thế nào mình đọc cũng thấy đúng đúng làm sao ấy nhỉ? Đó, anh chị nhớ là một người là đang đi còn một người đang đứng thì mình phải nhường cho người đang đi hay đang đứng? Thì đó là mình phải nhường cho người đang đi anh chị ha. Nhường cho người đang đi thì tương ứng số 1 của chúng ta đó là nhường đường cho người đi bộ đang đi mình mới phải nhường, còn người ta đang đứng chờ để qua đường thì chúng ta không cần nhường anh chị ha. Câu 121 là khi xe ô tô bị hỏng tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, người lái xe phải xử lý như thế nào? Câu này anh chị cũng hay bị sai đây. Hay bị sai là vì anh chị đọc thấy hai ý này nó cũng cũng giống giống, nó cũng có ý nghĩa. Đúng không ạ? Anh chị thấy này, nhanh chóng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại vị trí ô tô bị hỏng. Ở đây mình nhanh chóng đặt biển cảnh báo nguy hiểm là đúng rồi. Nhưng mà nó lại đặt ngay chỗ bị ô tô bị hỏng là sai. Nếu mình đọc đặt ngay chỗ vị trí ô tô bị hỏng thì làm sao đoàn tàu người ta không phát hiện sớm được, người ta không thắng kịp, người ta đâm vào xe mình mất. Cho nên đặt ngay chỗ ô tô bị hỏng là sai. Còn là liên hệ ngay đơn vị cứu hộ. Mình đọc cũng thấy đúng ha. Đơn vị cứu hộ mình phải liên hệ là đúng rồi. Nhưng mà nó lại liên hệ đơn vị cứu hộ trước là sai anh chị ha. Mình phải đặt cảnh báo trước mình mới liên hệ đơn vị cứu hộ sau, cho mình sẽ bỏ ý số 3 đi. Thì có ý số 1 là đúng thôi. Thì để dễ làm câu này anh chị thấy số 500 m này, cho mình phải đặt biển cảnh báo cách vị trí ô tô hỏng là 500 m tính về hai phía anh chị mình ha. Mình sẽ chọn đó là 500 m. Câu 123 là đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đường nào? Anh chị đọc hai câu này mình cũng thấy gần gần giống nhau nữa, đọc cũng dễ bị loạn nữa. Đúng không ạ? Thì để sẽ làm câu này anh chị thấy ha. Ý số 1 là được xác định cụ thể bằng biển chỉ dẫn địa giới. Còn ý số 2 là được xác định bằng biển báo hiệu là đường khu đông dân cư. Còn ý số 3 là được xác định cụ thể bằng biển chỉ dẫn địa giới. Anh chị nhớ là người ta hỏi là khi nào mà mình vào khu đông dân cư, đó là khi mà mình thấy được cắm biển báo hiệu đông dân cư thì nó là vào đông dân cư. Cho nên ở đây mình cắm biển báo hiệu là đúng ha. Để dễ làm câu này, anh chị sẽ chọn đáp án đúng đó là biển báo hiệu. Còn ở đây biển chỉ dẫn, đây biển chỉ dẫn là sai. Biển chỉ dẫn nó không thể báo nào mình vào đông dân cư được, mà biển báo hiệu nó mới báo mình vào đông dân cư chị ha. Nên mình sẽ chọn đó là biển báo hiệu là đúng ha.
Câu 161 là khi xe gặp sự cố kỹ thuật trên đường cao tốc, bạn xử lý như thế nào theo trình tự dưới đây để đảm bảo an toàn? Có nhiều anh chị bảo em rằng cứng câu hỏi đường cao tốc nó cũng rất là khó, thì em sẽ hướng dẫn câu hỏi này anh chị ha. Khi chị bị hỏng tại đường cao tốc anh chị phải làm sao? Số 1, bật đèn tín hiệu khẩn cấp, dừng xe ngay lập tức và đặt báo hiệu nguy hiểm cảnh báo cho các xe khác. Anh chị đọc thấy câu này gần đúng luôn ha, thấy cũng hay đó, cũng có vẻ đúng á, nhưng mà nó làm sao ạ? Nó là sai anh chị ha. Tại vì sao là sai? Tại vì mình dừng xe ngay lập tức lại là sai. Trên đường cao tốc mọi người chạy rất là nhanh và chúng ta dừng xe ngay lập tức thì người ta không phát hiện kịp, người ta không thắng kịp, người ta đâm vào xe mình mất, cho mình dừng ngay lập tức là sai anh chị ha. Câu số 2 như vậy, bật đèn tín hiệu khẩn cấp, lập tức đưa xe vào đường xe chạy bên phải trong cùng. Cái này cũng gần gần đúng với chị ha, mình nghe cũng xuôi xuôi tai á, nhưng ở đây lại cũng lập tức đưa xe là sai. Anh chị thấy hai cái lập tức này là sai này, mình bỏ đi, làm đột ngột quá, nguy hiểm quá, mình bỏ đi ha. Thì mình sẽ chọn đi số 3 còn lại, đó là bật đèn tín hiệu khẩn cấp khi đủ điều kiện an toàn, nhanh chóng đưa xe vào làn dừng đỗ khẩn cấp. Đó, mình phải là thấy an toàn rồi mình mới đưa xe vào làn dừng đỗ khẩn cấp mới là đúng với chị ha. Còn hai cái này là lập tức là sai, chúng ta bỏ đi. Câu 167 là người lái xe khách xe buýt cần thực hiện những nhiệm vụ gì? Đúng không ạ? Lái xe khách xe buýt cần thực hiện nhiệm vụ gì? Thì số 1 là luôn có ý thức tổ chức về tính kỷ luật, thực hiện nghiêm biểu đồ xe chạy. Ở đây là thực hiện nghiêm anh chị ha, thực hiện nghiêm biểu đồ xe chạy. Anh chị thấy hai ý này nó cũng giống nhau luôn á. Luôn có ý thức tổ chức về tính kỷ luật, thực hiện linh hoạt biểu đồ xe chạy. Ở đây là thực hiện linh hoạt. Đó anh chị thấy nó khác nhau từ nghiêm và từ linh hoạt. Đúng không ạ? Còn những câu khác nó gần gần giống nhau và những câu như thế này anh chị cũng hay bị phân vân. Nhiều khi mình phải mang đồng xu mình tung lên xem là sấp hay ngửa đúng không ạ? Ví dụ sấp chọn một ngửa chọn hai. Nhưng mà làm vậy dễ bị sai lắm ạ, mình chỉ có 50 50 thôi anh chị ha. Thì cách mà để chúng ta chọn 100% đó là chúng ta sẽ phân tích xem đó là thực hiện nghiêm là đúng hay linh hoạt là đúng. Thì đối với xe buýt chúng ta phải thực hiện nghiêm đúng không ạ? Thực hiện nghiêm mới là đúng ha. Ví dụ như là anh xe buýt anh sẽ được yêu cầu là mình phải xuất bến lúc mấy giờ, đến bến A mấy giờ, đến bến B mấy giờ, bến C mấy giờ và đến bến cuối lúc mấy giờ. Đó là chúng ta thực hiện nghiêm. Chứ anh chị mình không thể nào thực hiện linh hoạt được. Có lúc nào chúng ta thích xuất bến là không được. Hoặc chúng ta muốn đến bến kia mấy giờ chúng ta đến cũng không được anh chị ha. Cho mình phải thực hiện nghiêm là đúng ha. Còn anh này linh hoạt là sai. Câu 178, người kinh doanh vận tải hàng hóa có nghĩa vụ gì dưới đây? Kinh doanh vận tải hàng hóa. Câu này cũng rất là nhiều anh chị bị sai đây. Ý số 1, cung cấp phương tiện và thực hiện thời gian địa điểm giao hàng cho người nhận hàng theo điều kiện của người kinh doanh. Ở đây mình lại cung cấp theo cái điều kiện của người kinh doanh là sai. Đúng không? Chúng ta muốn cung cấp cái phương tiện đấy thì chúng ta cũng cung cấp theo cái thỏa thuận giữa cái người thuê vận tải và chủ xe. Người thuê và chủ xe mới là đúng. Còn ở đây chúng ta chỉ cung cấp theo điều kiện mình của người chủ xe không là sai. Giống như người ta yêu cầu em 4 giờ phải có xe thì 4 giờ phải có, còn nếu như 4 giờ không có thì người ta thuê người khác rồi để cho nó khỏi bị mất việc người ta. Cho nên ở đây mà cung cấp mình theo cái người điều kiện của người kinh doanh là sai vậy ha. Nên mình sẽ bỏ số 1 đi. Đó. Cái số 2 là bồi thường thiệt hại do người thuê vận tải mất mát hư hỏng hàng hóa là đúng này. Mình làm mất hàng người ta, hư hàng người ta thì mình phải bồi thường là đúng rồi. Cho mình sẽ chọn đi số 2 ha. Câu 180 là người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ gì? Đó, anh chị thấy hai ý này nó cũng gần gần giống nhau luôn. Những cái câu hỏi hôm qua hôm kia có một anh vừa nói em là thầy làm những cái câu về nghiệp vụ vận tải đi, thì đây là những câu nghiệp vụ vận tải ha. Thì đó là những câu hỏi nó cũng tương đối là khó. Khó là vì sao? Như trước giờ em nói là hai ý trả lời nó gần gần giống nhau á. Cho nên là mình đọc thấy cái nào mình cũng thấy đúng. Đó, nó chỉ có một vài chi tiết là khác là sai thôi. Cho nên chị lưu ý ha. Cái số 1, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp pháp về hàng hóa. Lý sai, chuẩn bị giấy tờ hợp pháp về phương tiện. Ở đây mình là người thuê vận tải, có nghĩa là mình là chủ hàng. Chủ hàng thì mình phải có giấy tờ về hàng hóa. Mà mình có giấy tờ hàng hóa thì mình phải chuẩn bị giấy tờ về hàng hóa là đúng. Chứ mình không phải là chủ xe cho nên mình đâu có giấy tờ về về xe đâu. Nên mình phải chuẩn bị giấy tờ về hàng hóa là đúng ha. Nên chuẩn bị giấy tờ hợp pháp về hàng hóa là đúng. Mình sẽ chọn đi số 1. Còn cái này là chuẩn bị giấy tờ về phương tiện là sai rồi. Mình sẽ bỏ đi ha. Phương tiện phải là chủ xe mới là chuẩn bị giấy tờ về phương tiện. Còn ở đây mình chủ hàng.
Câu 181 là người nhận hàng có quyền gì, ghi dưới đây. Người nhận hàng có quyền gì? Thường thường có rất là nhiều anh chị mình là chọn ý số 3 lắm đây, đúng không ạ? Tại vì sao mình lại không chọn ý số 3? Có rất là nhiều anh chị chọn ý số 3 luôn á. Ý số 3 là sai anh chị ha. Rồi em sẽ nói tại sao ha. Nhận và kiểm tra hàng hóa nhận theo giấy vận chuyển. Ở đây mình nhận theo giấy vận chuyển là chính xác 100% rồi. Nhưng ý số 2 anh chị thấy cuối này. Nhiều anh chị tại vì sao chọn ý số 3? Tại vì anh chị không có đọc cuối ý số 2 đâu. Anh chị đọc nhận hàng hóa không theo giấy vận chuyển. Ở đây chúng ta mà nhận không theo giấy vận chuyển là sai mất tiêu rồi. Chúng ta phải nhận hàng theo giấy vận chuyển chứ. Cho nên ở đây mà bảo nhận hàng không theo giấy vận chuyển là sai, chị bỏ đi. Mình sẽ chọn một thôi. Đó, nhận kiểm tra hàng hóa được nhận theo giấy vận chuyển ha. Đó, câu này rất rất là nhiều anh chị làm sai á, chứ không phải là nhiều nữa anh chị ha. Anh chị lưu ý câu này cho em. Câu 183, hàng siêu trường siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng? Có nhiều anh chị là chọn đến số 1 này. Là hàng có kích thước hoặc vượt quá kích thước hoặc trọng lượng của xe. Nếu như cái mặt hàng đấy mà vượt quá kích thước hoặc trọng lượng của xe là anh chị không được phép chở đâu. Mà nó cũng không gọi là siêu trường siêu trọng, nó cũng chưa được gọi là siêu trường siêu trọng nữa. Ví dụ như cái xe chúng ta được chở 1 tấn thôi. Nhưng mà cái hàng đấy nó nặng đến 2 tấn thì cái xe của chúng ta không được chở. Mà cái hàng 2 tấn thì nó cũng chưa gọi là siêu trường siêu trọng đâu chị ha. Đó, cho mình sẽ bỏ đi. Thì mình sẽ chọn một à hai hoặc ba thôi. Ý số 2 là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng có thể tháo rời. Còn ý số 3 là hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá giới hạn quy định nhưng không thể tháo rời. Ở đây thì không thể tháo rời sẽ là đáp án đúng chị ha. Tại vì sao không thể tháo rời là đúng? Anh chị thấy rất là nhiều cái giống như cái đầu xe tàu điện ngầm hay sao anh chị ha. Để mà mua của nước ngoài về thì để mà vận chuyển được trong nước á thì họ phải dùng những cái xe rất là lớn họ vận chuyển đấy, và những cái đầu xe nó không thể tháo rời ra được, phải có đoàn cảnh sát hộ tống thì đó chúng ta gọi là hàng siêu trường siêu trọng á, rồi thì chúng ta gọi là không thể tháo rời. Còn anh chị thấy là nếu như chị làm ở trong công ty nhà máy á, anh chị thấy là có rất là nhiều cái cỗ máy rất là lớn nhưng họ tháo nhỏ ra từng chi tiết rồi thì họ không thể nào gọi là siêu trường siêu trọng nữa, cho nên ở đây có thể tháo rời là sai. Để dễ làm câu hỏi siêu trường siêu trọng, anh chị nhớ đáp án có từ không thể tháo rời là đúng ha, không thể tháo là đúng ha. Câu 185 cũng như vậy, xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành quy định nào? Câu này cực kỳ nhiều anh chị chọn đến số 3 luôn. Em đảm bảo đúng ạ, trong cái quá trình em đứng lớp em thấy cực kỳ nhiều anh chị chọn đến số 3. Rồi tại sao mình lại không chọn đến số 3 ha? Ý số 1 là phải có giấy phép do cơ quan thẩm quyền cấp. Thì anh chị nhớ những cái xe mà chở hàng nguy hiểm, xe chở siêu trường, siêu trọng, đúng không ạ? Thì bao giờ cũng phải là cơ quan thẩm quyền cấp phép thì anh mới chở là đúng rồi. Đó. Rồi xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng đỗ ở nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm. Nơi nào anh đông người, anh không được dừng đỗ. Nhưng nơi nào ít người, anh được phép dừng đỗ à? Nó chỉ cấm nơi đông người thôi. Còn đi số 2, tại sao nó sai ha? Phải được chuyên chở trên xe chuyên dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm. Anh chị đọc tới đây là anh chị thấy nó có vẻ hợp lý này và anh chị hay chọn luôn này. Nhưng nó sai là như thế nào ha? Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục, không được dừng đỗ trong quá trình vận chuyển. Anh này thì bảo là anh không được dừng đỗ nơi đông người, còn nơi ít người thì anh mới được dừng đỗ. Còn anh này thì lại bảo anh không được dừng đỗ, cho dù đông hay ít anh cũng không được dừng đỗ. Thế anh chị thấy hai cái ngược nhau không? Hai cái ngược nhau thì làm sao mà đúng cả hai được? Thì có một đúng một sai thôi. Cho nên ý số 2 của mình là không được dừng đỗ trong quá trình vận chuyển là sai. Mình chỉ là không dừng đỗ nơi đông người thôi. Tại vì sao vậy? Tuy là siêu trường siêu trọng, tuy là hàng nguy hiểm thật, nhưng mà nếu như mình không được dừng đỗ thì mình sẽ không đủ nhiên liệu để mình chạy. Như anh chị chạy từ Bắc vô Nam đi, mình không dừng đỗ thì mình không thể tiếp nhiên liệu được, mình sẽ không đủ nhiên liệu mình chạy. Hoặc là sau 4 giờ mình không thể nào đổi tài được, cho nên mình sẽ được dừng đỗ nơi nào ít người chị ha. Ở đây bắt chúng ta là không được dừng đỗ luôn, phải chạy liên tục luôn là sai. Câu này anh chị cũng phải tuyệt đối lưu ý giùm em ha. Câu 206 như vậy, khi xảy ra tai nạn giao thông, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện công việc gì dưới đây? Khi xảy ra tai nạn, số 1, đặt các biển cảnh báo hoặc vật báo hiệu ở phía trước và sau hiện trường. Cái này mình đặt cảnh báo trước và sau hiện trường. Còn đi xoay đặt các biển cảnh báo hoặc vật báo hiệu ở trên nóc xe xảy ra tai nạn. Ở đây mình lại đặt trên nóc xe. Chẳng nhẽ anh chị thấy tai nạn anh chị lại trèo lên trên nóc xe đến chị đặt báo hiệu hay sao? Như vậy không đúng rồi. Anh chị mình sẽ đặt là trước hoặc sau hiện trường mới là đúng ha. Nên mình sẽ chọn một. Đó, mình sẽ chọn một thôi. Câu 268, câu này để mà
Mình mà nhớ được câu nào đúng mình cũng khó lắm này, đúng không ạ? Nếu mình không có nhớ cái mẹo thì mình để mà nhìn mình đọc cái này mình loạn quá, không biết làm sao vậy, đúng không ạ? Để mà dễ anh chị nhớ ha, thì để mà đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô hai bánh cần điều khiển tay ga như thế nào? Anh chị đi hai bánh anh chị điều khiển tay ga nào? Thì khi tăng ga thì anh chị phải tăng sao ạ? Tăng ga mình tăng lên từ từ thôi, chứ mình tăng nhanh tự nhiên sẽ lao nhanh như vậy nó rất là nguy hiểm, cho mình tăng từ từ thôi. Còn khi giảm ga thì mình phải giảm thật nhanh anh chị ha, giảm nhanh, tăng từ giảm nhanh chị ha. Mình sẽ chọn đi số 3 anh chị, nhấn dễ nhớ là tăng từ giảm nhanh. Cái câu này mình đọc mình khó lắm, đúng không ạ? Mình làm bốn cái tờ giấy, viết bốn số vào, 1 2 3 4, xong mình xúc 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 mình tung lên, mình chụp được cái nào thì mình chọn ý đó. Đó, như vậy thì mình tỷ lệ đúng của mình chỉ là 25% thôi. Thế đến mà tỷ lệ đúng 100% thì chị nhớ đó là tăng từ giảm nhanh. Đó ạ, tăng từ giảm nhanh chị ha. Câu 269 là kỹ thuật cơ bản để giữ thăng bằng khi điều khiển mô tô đi trên đường gồ ghề như thế nào trong cái trường hợp dưới đây? Thì khi anh chị đi vào đường gồ ghề, nếu anh chị mà ngồi trên yên xe như thế này thì cái xe của chúng ta đường gồ ghề nó nảy mạnh, thì tương ứng với việc đấy người của anh chị cũng nảy mạnh theo. Cho nên chị không có ngồi trên cái yên xe mà chị sẽ đứng trên cái giá gác chân, thì nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ đẩy mạnh theo cái xe. Nên ở đây mình đứng thẳng trên giá gác chân là đúng ha. Anh chị nhớ là chúng ta sẽ chọn đó là đứng, đúng không ạ? Anh chị mình nhớ là chọn đứng này, bỏ ngồi đi. Bỏ ngồi thì chúng ta chọn đứng anh chị ha. Đứng thẳng trên giá gác chân là đúng ha. Bỏ hai cái ngồi đi. Câu 278 là nguyên nhân nào nêu dưới đây? Nguyên nhân làm động cơ diesel không nổ. Đúng không ạ? Động cơ diesel không nổ thì các chị nữ nó sẽ gây khó khăn hơn đối với các anh nam. Tại vì sao vậy? Hoặc là những anh nào mà chỉ ở thành phố thì sẽ khó khăn hơn những anh mà ở vùng quê. Tại vì động cơ diesel không nổ, để mà nổ được động cơ diesel thì chị hình dung giống như cái xe cọc cào, giống như cái xe công nông cũ ngày trước á. Họ muốn nổ cái xe đấy, như em ngày trước em học lớp 9 em đã chạy cái xe đấy rồi anh chị ha. Đó là em cầm cái tay quay này em quay này. Đó. Để mà nổ được cái động cơ đấy em dùng tay quay em quay. Cái việc dùng tay quay quay như vậy đó là em nén nổ, nén nổ chị mình nha, chứ không phải là dùng tia lửa điện, không phải là dùng bugi đánh lửa. Cho nên là để mà nguyên nhân làm động cơ diesel không nổ mà bảo là không có tia lửa điện là sai, tại vì em đâu có dùng bugi đánh lửa đâu mà cần tia lửa điện. Cho nên ý số 2 ở đây bảo là không có tia lửa điện là sai này. Ý số 3 lại bảo nguyên nhân mà làm diesel không nổ là không có tia lửa điện cũng sai này. Cho nên 2 3 sai mình bỏ đi, còn lại một thôi, mình sẽ chọn một. Đó là nguyên nhân làm hết nhiên liệu này. Thì hết mất dầu diesel rồi làm sao nó nổ được? Nói lọc nhiên liệu bị tắc này, lọc không khí bị tắc này, nhiên liệu lẫn không khí này, tạp chất này. Đó, chị nhớ ha, nguyên nhân làm động cơ diesel không nổ thì mình bỏ ý có từ tia lửa điện đi, bỏ ý có từ tia lửa điện đi ha. Câu 280, vậy dây đa an toàn lắp trên ô tô phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nào dưới đây? Các chị thấy hai ý này cũng gần gần giống nhau á, đúng không ạ? Nó chỉ khác ở cuối thôi. Anh chị nhớ là dây đa an toàn bao giờ nó cũng giúp cho mình giữ chặt lại khi mà dây giật đột ngột. Có nghĩa là khi chúng ta bị tai nạn, chúng ta rất là dễ lao về phía trước. Thì dây đa an toàn nó giúp cho chúng ta giữ chặt lại, chúng ta khỏi lao đầu về phía trước anh chị ha. Cho nên là cơ cấu hãm giữ chặt là đúng ha. Còn anh này lại mở ra là sai. Cho anh chị mình chọn một thôi ha, cơ cấu hãm giữ chặt là đúng. Câu 282 là công dụng hệ thống bôi trơn của động cơ. Bôi trơn, bôi trơn giống như anh chị đổ dầu nhớt vào á, thì dầu nhớt nó sẽ đi bôi trơn các cái chi tiết máy, thì hệ thống bôi trơn nó dùng để bôi trơn, cực kỳ dễ vậy đó. Hệ thống bôi trơn dùng để bôi trơn ha. Thì số 1 là cung cấp một lượng dầu bôi trơn là đúng này, và đủ và sạch dưới áp suất nhất định đi bôi trơn cho các chi tiết của động cơ để làm giảm ma sát, giảm mài mòn, làm kín, làm sạch, làm mát và chống rỉ. Còn đi số 2 là cung cấp một lượng nhiên liệu đầy đủ. Hệ thống bôi trơn mà lại cung cấp nhiên liệu là sao được, là sai rồi anh chị ha, bỏ đi. Câu 285 là hãy nêu công dụng động cơ xe ô tô. Động cơ xe ô tô anh chị ha, đó là động cơ thì khi mà anh chị đổ xăng vào đây chẳng hạn, thì nó sẽ từ nhiệt năng nó biến đổi thành cơ năng, nhiệt thành cơ, đúng không ạ? Nhiệt thành cơ anh chị ha, và khi làm việc nhiệt năng được biến đổi thành cơ, nhiệt thành cơ là đúng anh chị ha. Làm việc trục khiếu động cơ quay truyền lực đến các bánh xe chủ động tạo ra chuyển động tịnh tiến cho ô tô. Chị nhớ là nhiệt thành cơ là đúng ha. Lý số 2 nó lại khi làm việc cơ năng là biến đổi thành nhiệt, cơ thành nhiệt là sai. Đối với những câu hỏi như thế này anh chị cần nhớ ba từ thôi. Ví dụ như là nhiệt
thành cơ là đúng ha. Và những câu hỏi sau cũng như vậy này, đó là những câu hỏi khó. Hãy nêu công dụng hệ thống truyền lực của ô tô. Truyền lực thì đối với xe con chúng ta rất là thấy khó thấy, tại vì xe con gầm nó thấp, thì khi mà anh xe tải gầm nó cao, chị dễ hay thấy là cái trục nó quay tròn, trục nó quay tròn thì đó là hệ thống truyền lực. Anh chị nhớ truyền lực đó là truyền moment. Anh chị nhớ cũng nhớ ba từ là truyền lực, đó là truyền moment, đúng không ạ? Mình sẽ chọn đi số 1, dùng để truyền moment quay từ động cơ đến bánh xe chủ động của ô tô. Và câu này anh chị có thể là làm phép loại trừ được. Ở đây là để thay đổi hướng. Thay đổi hướng phải là hệ thống lái, phải là vô lăng của chúng ta, chứ không phải truyền lực anh chị ha. Lý số 3 là dùng để làm giảm tốc độ. Giảm tốc độ phải là hệ thống phanh chẳng hạn. Không phải chúng ta bỏ đi ha. Rồi, hãy nêu công dụng ly hợp chân côn của ô tô. Khi chị đi chạy xe, anh chị làm chủ được cái bàn đạp ly hợp là bàn đạp côn á, thì anh chị đi thi anh chị sẽ nắm chắc phần thắng khoảng độ tầm 60-70% rồi. Cho anh chị cố gắng nắm chắc cái ly hợp này ha. Ly hợp là chân côn. Thì khi anh chị nhả côn ra thì nó là hợp, còn anh chị đạp côn xuống thì nó là ly. Thì ly, ly là ngắt, hợp là truyền, ly hợp là truyền hoặc ngắt, đúng không ạ? Cái số 2 đây có từ là dùng để truyền hoặc ngắt, chúng ta sẽ chọn luôn. Anh chị nhớ ly là ngắt, hợp là truyền, cho ly hợp là truyền hoặc ngắt. Đó, như em nói những câu này anh chị nhớ 2 đến 3 từ như vậy thôi. Thì khi anh chị đạp côn xuống thì chúng ta gọi là ly, ly để anh chị vào số, đúng không ạ? Ly giữa hộp số và động cơ để anh chị vào số. Sau anh chị nhả côn ra thì nó là hợp, hợp giữa động cơ và hộp số để động cơ nó sẽ quay theo hộp số của chúng ta. Đó, như vậy chúng ta gọi là ly hợp anh chị ha. Câu 288, hãy nêu công dụng hộp số của xe ô tô. Hộp số thì anh chị thấy có số tiến và số lùi. Thì hộp số, anh chị thấy đáp án có từ là đảm bảo cho ô tô chuyển động lùi. Ở đây anh chị thấy quan trọng nhất từ lùi này. Mình sẽ chọn ha. Anh chị cứ nhớ hộp số là nó có số tiến, số lùi. Thì ở đây mình sẽ chọn đáp án có từ chuyển động lùi là đúng ha. Chuyển và thay đổi moment từ động cơ đến bánh xe chủ động. Cách chuyển động từ hộp, từ động cơ đến bánh xe chủ động. Đảm bảo ô tô chuyển động lùi. Câu 289 là hãy nêu công dụng hệ thống lái của xe ô tô. Hệ thống lái thì giống như vô lăng của chúng ta. Anh chị đánh lái sang bên trái thì xe nó chạy bên trái, chị đánh sang bên phải thì xe nó chạy bên phải. Thì hệ thống lái nó dùng để thay đổi hướng của chúng ta. Thì số 1 dùng để thay đổi moment là sai rồi. Thì số 2 là dùng để thay đổi moment cũng sai rồi. Thì số 3 là dùng để thay đổi hướng. Anh chị thấy à? Hệ thống lái dùng để thay đổi hướng chuyển động, đúng không ạ? Mình sẽ chọn đi số 3. Ở giữa ô tô chuyển động ổn định theo hướng xác định. Câu 291 là đèn phanh trên xe ô tô có tác dụng gì? Câu này anh chị cũng hay bị chọn thiếu mất một ý này. Thì khi mà đầu tiên anh chị đang đi trên đường, anh chị thấy phía trước có một cái đèn phanh của một cái xe phía trước nó sáng lên, là đầu tiên là anh chị biết là phía trước có một cái xe đó này. Đầu tiên ban đêm mình thấy biết như vậy, mình biết có một cái xe này. Và cái thứ hai là mình sẽ biết là cái xe đấy nó đạp thắng lại, có nghĩa là nó đang giảm tốc độ lại. Mà giảm tốc độ lại thì mình cũng phải để phòng cái tốc độ của chúng ta để chúng ta tránh va chạm, anh chị ha. Đây, số 1 chúng ta là có tác dụng cảnh báo hoặc các xe phía sau biết xe đang giảm tốc độ để chủ động tránh, hoặc giảm tốc độ để tránh va chạm. Chúng ta thấy họ thắng lại, chúng ta phải chủ động giảm tốc độ hoặc tránh cái xe phía trước kia để chúng ta tránh va chạm là đúng ha. Cái số 2 là có tác dụng định vị vào ban đêm với các xe từ phía sau tới để tránh va chạm. Có tác dụng định vị cũng đúng luôn. Mình thấy người ta đạp thắng lại, có nghĩa là xe cái đèn thắng nó sáng lên thì mình biết là phía trước có cái xe rồi. Mà chơi một đúng hai đúng thì mình phải chọn cái số 3 chị ha, phải chọn cái số 3. Cả ý 1 và ý 2 đều là ý đúng ha. Câu 298 là máy phát điện được trang bị trên xe ô tô có tác dụng gì? Máy phát điện thì nó dùng để phát điện thôi, chứ câu này cũng không phải là khó lắm anh chị ha. Máy phát điện dùng để phát điện. Đây, số 1 là để phát điện năng cung cấp cho các phụ tải làm việc và nạp điện cho ắc quy. Ví dụ khi anh chị mới mở cái chìa khóa lên, chị trên nổ máy thì quạt làm việc rồi và các cái hình trên bảng đồng hồ táp lô nó sáng rồi. Rồi đó là nhờ điện ở đâu? Đó là nhờ điện ở ắc quy. Nhưng mà khi anh chị nổ máy lên thì cái máy phát điện làm việc thì điện đấy sẽ lấy từ máy phát điện anh chị ha. Thì sẽ lấy từ máy phát điện. Và khi đấy máy lạnh của chúng ta cũng mới làm việc. Thì đó là máy phát điện dùng để phát điện năng anh chị ha. Rồi vừa rồi là những cái câu hỏi khó của phần chữ, nó cũng không có nhiều lắm đâu. Nhưng mà những câu hỏi này nó cũng khiến đôi khi đấy nào đấy cũng khiến cho một số anh chị mình hơi đau đầu.
Cho nên là em quyết định là làm một cái video về những câu hỏi khó này để anh chị nắm vững hơn những cái câu hỏi khó, anh chị làm tốt hơn cái phần lý thuyết của chúng ta. Trong cái quá trình học anh chị còn thấy những câu nào khó nữa, anh chị có thể bình luận phía bên dưới và em sẽ trả lời bình luận cho anh chị để anh chị giải quyết những câu hỏi khó đấy. Anh chị không có sợ những câu hỏi của chúng ta nữa. Anh chị làm tốt cái phần thi lý thuyết anh chị mình ha. Anh chị đừng có quên like, share, đăng ký kênh và đồng thời ấn chuông để đón xem những cái video phía sau của hướng dẫn lái xe an toàn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị.